Ok, chào mừng mọi người đã cùng đến với kênh Ký Kỳ Cục của mình. Chuyện là gần đây nổi rừng rừng lên một cái vụ đó là match nhau trên app hẹn hò. Rồi, người nữ sẽ kiếm cớ nhờ người nam trả hộ tiền đi xe cho mỗi lần hẹn hò. Cứ thế, một lần lấy từ 200 cho đến 500 ngàn. Thường thì người nữ đó bảo là do sĩ diện nè, hình tượng nè, ga lăng nè, nên người nam sẽ không mở miệng đòi lại số tiền đó. Và cứ thế cái hành động này được lặp đi lặp lại ở những cái lần hẹn hò khác với những đối tượng khác. Đó là theo chị nữ nha. Cái cách như vậy á, là cái cách mà chị nữ đó không cần phải đi làm mà vẫn có đủ tiền xài. Mọi người nghĩ sao về vấn đề này? Cá nhân mình thấy nha, chê trách thì cũng đã có rất nhiều người chê trách rồi. Bên cạnh đó cũng có số ít người khen nha. Tuy nhiên, mình không phải làm chiếc vlog này để mà bình luận về cách sống của một ai đó. Vì mình có cái suy nghĩ là chỉ có người đó mới làm chủ và quyết định cái cuộc sống của họ, chứ không phải là những người ngoài như chúng ta. Mình chỉ muốn hỏi mọi người một câu thôi. Đó là mọi người tin vào nhân quả không? Cá nhân mình thì tin nha. Nhân quả cụ thể theo mình đó là cách chúng ta sống, cách chúng ta đối xử với mọi người xung quanh. Không hẳn là dùng từ công bằng nha, nhưng mà mình nghĩ trên cái cuộc đời này cái gì nó cũng sẽ có cái giá của nó. Giống như khi bạn thành công đi, thì cái giá trước đó bạn phải trả đó là sự miệt mài, sự nỗ lực của chính bản thân bạn. Định nghĩa về thành công thì nó có rất rất là nhiều nha. Nhưng mà mình nghĩ chỉ khi bạn dựa vào sức lực của chính đôi chân của mình mà đi tới thành công thì cái kết quả đó nó mới không có tác dụng phụ đi kèm. Cũng vào cái hôm đó luôn, mình tình cờ nghe được một cái cuộc hội thoại của hai thế hệ trong một gia đình. Cụ thể đó là cô con gái và người mẹ. Cô con gái thì có cái suy nghĩ là muốn dựa vào chính năng lực của mình mà đi lên. Còn người mẹ thì phủi bỏ cái sự năng lực của người con gái của mình bằng cách nói một cái câu là học giỏi để làm gì? Làm thật tốt để làm gì? Quan trọng nhất đó là tìm cho mình một chỗ dựa tốt, một tấm chồng thật là giàu có. Đúng là mỗi hoàn cảnh, mỗi thế hệ thì đều sẽ có một cái nét tính cách, nét suy nghĩ rất là đặc trưng ha. Nghe tới đó, từ trong lời nói của người mẹ, mọi người biết mình suy nghĩ gì không? Đó là phải kiếm một cái chỗ dựa thật là tốt á. Từ cái câu nói đó của người mẹ là mình có cái suy nghĩ á. Đó là trọng tâm của người mẹ cũng đã không đặt ở chính bản thân mình rồi, mà phải bám víu vào một thứ bên ngoài. Mà cái gì á, nó không xuất phát từ bên trong á, thì nó cũng không có bền hết á. Có thể là họ sẽ đạt được cái mục đích của mình, đó là một cuộc sống không cần phải lo nghĩ về chuyện tiền bạc. Ừ thì khỏe đó, ừ đó là cái lợi trước mắt đó. Nhưng mà thử đổi một góc nhìn khác xem, đó là bạn không còn tự do nữa rồi. Lúc đó là bạn phải sống để mà làm hài lòng cho người đã chi tiền cho bạn. Bạn phải sống theo cách họ muốn bạn sống. Đồng ý là ai cũng cần một cái chỗ dựa tốt. Mình, bạn, tất cả chúng ta luôn. Nhưng mà thử nghĩ cho kỹ xem, trên đời này có chỗ dựa nào tốt hơn là chính đôi chân của chính bản thân mình chứ? Dựa vào núi, núi sẽ đổ. Dựa vào sông, sông sẽ chảy. Dựa vào người, người cũng sẽ bỏ ta mà đi. Muốn tồn tại chỉ có thể dựa vào chính bản thân mình thôi. Bạn ỷ lại, bạn không tự nỗ lực, bạn phụ thuộc vào người khác. Có thể bạn cho là đối phương phải làm điều này điều kia để cung phụng cho bạn. Ừ thì khỏe đó, cuộc sống đó nó khỏe đó. Nhưng chỉ khỏe lúc đầu thôi, cực mệt khúc sau luôn. Mà mình gọi đó là tác dụng phụ đi kèm. Trên đời này có rất là nhiều chuyện người tính không bằng trời tính đâu. Miễn là mình đừng có toan tính trục lợi từ bất cứ ai hết á. Một mối quan hệ mà xuất phát điểm của nó đến từ một cái sự tâm cơ thì chắc chắn không có bền đó mọi người. Sống sạch thì không có cá, mà sống dơ thì chưa bao giờ là cách một con người chọn sống hết á. Hồi nhỏ xíu á mọi người, mình không có hiểu nha. Có một chuyện mình không có hiểu á, là ở trong trường học là luôn dạy học sinh á, lụm được tiền đánh rơi á, thì phải đem lên phòng giám thị. Nhưng mà khi ra khỏi phạm vi trường học á, có một lần mình cũng nhặt được một số tiền á, nó cũng rất là lớn nha. Nó cỡ 2 cọc 50 như vậy nè, nó dày như vậy nè một cọc. Đó, mình thấy cái túi tiền nó rớt trước cửa nhà của một vị chủ nhà.
thì mình mới chạy tới lụm số tiền đó lên và gõ cửa nhà, đưa cái số tiền đó cho vị chủ nhà. Thế mà về mình kể lại thì mọi người xung quanh bảo mình khờ. Về sau thì mình suy nghĩ sâu xa lại á, chắc gì cái số tiền đó mình nhặt được mà mình trả cho đúng người chứ. Mà mọi người biết làm sao không? Xoay quanh cái vấn đề mà nhặt được tiền á, thì người châu Á của chúng ta có rất là nhiều câu chuyện ly kỳ xung quanh những người bạn mình chơi chung đi. Thấy được tiền rơi dưới đất á, tiền nhiều nữa nha. Có đứa đạp đạp xong lấy lên xài, có đứa nó làm miễn, nhặt xong rồi xài hết trước khi về nhà thì không sao. Còn có đứa tuyệt nhiên không nhặt nha mọi người, tiền nhiều đến đâu cũng sẽ không nhặt. Rồi hồi bữa mình nghe được một cái câu chuyện tâm linh liên quan tới vấn đề nhặt tiền đánh rơi, để mình kể cho mọi người nghe. Chuyện là có một người phụ nữ, số của chị ta kiểu như là mệnh khổ quá mà còn chết yểu nữa đó. Chị đó đi khám thầy, thầy nào cũng nói với chị đó như vậy, thì chị đó cũng thấy là mình số mệnh xấu quá rồi thì cũng chấp nhận thôi chứ cũng không có biết làm cách nào khác. Rồi một hôm vô tình chị đó tìm gặp được một vị thầy, thầy đó nói là có thể đổi mệnh cho chị, và cái vị thầy này á dành ra cả cuộc đời để mà luyện tập cái phép đó, nên là chắc chắn có thể đổi luôn cả đời chứ không phải là đổi cho một cái khoảng thời gian ngắn. Kêu cho mọi người, vị thầy đó nói á, con phải chuẩn bị một cái bóp, trong cái bóp đó phải có tài sản như là tiền nè, vàng cũng được nè, phải nhiều, quan trọng đủ nhiều để mà nổi lòng tham của người nhặt được. Rồi trong bóp ngoài tài sản đó ra còn phải có thêm tấm hình chứng minh nhân dân của bản thân. Lúc đầu chị đó cũng rất là tò mò, chị đó cứ nghĩ những cái chuyện đó chỉ có trong phim thôi. Tò mò là một phần, phần nữa là chị đó cũng khá là muốn số mệnh của mình được tốt hơn. Rồi cái lễ đó là người mà lụm được cái bóp đó, người đó phải nổi lòng tham, người đó phải đem về luôn thì cái lễ mà đổi mệnh mới thành công nha. Còn nếu mà người đó thấy được chứng minh nhân dân, thấy được thông tin cá nhân mà người đó đem trả lại thì cái buổi lễ đổi mệnh nó sẽ thất bại. Rồi cái hôm làm lễ á mọi người, chị cũng làm theo lời thầy là đi ra con đường nào đó nào đó, giả bộ như là mình đánh rơi cái bóp. Rồi chị núp ở một góc khuất, chị xem ai sẽ nhặt được cái bóp của mình. Thì có một bạn nữ, gương mặt cũng rất là xinh xắn nha. Bạn nữ đó thấy được cái bóp rồi, cũng lụm cái bóp đó lên rồi. Khúc đó hình như chị cắn rất lương tâm á, đấu tranh tư tưởng hay sao mọi người, kiểu số mệnh mình xấu rồi mình đổi cho người ta chẳng khác nào người ta sẽ lấy cái số mệnh xấu đó của mình. Chị cũng bứt rứt nên là chị quyết định chị đi ra, chị hỏi bạn nữ đó là có thấy cái bóp của mình không. Ý là trong đầu của chị á hy vọng là bạn nữ đó cũng trả lại, nhưng mà bạn nữ đó được cái đẹp người nhưng mà tính nết rất là xấu nha. Bạn nữ đó mới mới im luôn, kiểu như là ai biết gì đâu bà già, thấy gì đâu, nãy giờ đi ngang đây đây không thấy gì hết. Cái chị số mệnh xấu á, chị cũng cho bạn đó thêm một cái cơ hội nữa. Chị cũng nói là hồi nãy á, chị chỉ đi chỗ này thôi, chị chỉ làm rớt cái bóp trong khu vực này thôi, em thấy thì em trả chị đi. Chị nói tới mà cái mức mà muốn nhắc khéo bạn đó, muốn muốn nó quạch tẹt ra luôn á, thiếu điều. Chị nói là trong bóp có cái thứ em không có lụm được đâu. Chị nói tới như vậy luôn á. Mà bạn nữ đó kiểu như là cất trong túi rồi mọi người, mặt mũi đâu lấy ra nữa hay sao á, vẫn quyết định im ru luôn nha, thậm chí còn chửi lại bà già, bà bị điên hả, chửi lại tới mức như vậy luôn. Rồi chị cũng bị chửi vậy, chị cũng tức rồi. Ừ rồi cái này là mày gán mày chịu nha, chị cũng nghĩ trong đầu rồi chị đi đó. Rồi ông thầy nha, ông thầy mà làm phép đổi mệnh cho chị á cũng đứng từ xa biết được cái câu chuyện á, chề chửi chị quá trời, nó là xém tí là hư bột hư đường hết rồi, hên là nhỏ đó nó không trả lại cái bóp á. Chính vì như vậy á là bạn nữ kia, người có cái số mệnh tốt mà theo ông thầy biết được á đó, đem cái bóp đó đi về rồi, là từ đó cũng chính thức là buổi lễ đã thành công một nửa rồi. Sau đó ông thầy đó làm phép đổi mệnh cho hai người. Chị còn kể thêm á là sau khi buổi lễ hoàn thành á thì chị không biết thông tin của cái bạn nữ mà tham lam kia ha. Chị chỉ biết bản thân mình á lúc trước chưa đổi mệnh á là đi đâu không làm gì cũng bị người ta ghét hết á.
Và đặc biệt là không sống quá 50 tuổi. Thì sau khi đổi mệnh ha, là thấy da dẻ mình kiểu như là hồng hào lên thấy rõ, đẹp lên thấy rõ luôn, phúc hậu hơn, gia đình con cái gì cũng ngoan, và đặc biệt đường sinh đạo của bàn tay của mình á bỗng nhiên nó dài ra. Nên lớn lên dần ha, thì mình cũng hầu như mình không có dám nhặt tiền đánh rơi ở ngoài đường nữa mọi người. Vì á, những cái câu chuyện tâm linh á, tin là nó sẽ có, nhặt rồi xài thì chúng ta thật sự không biết chúng ta được gì và mất những gì đâu. Và vì một phần nữa là mình không biết cái số tiền bị đánh rơi kia nó quan trọng như thế nào đối với người đã làm mất nó. Kim không đâm vào thịt thì không biết đâu. Giả sử đi, mình là người mất tiền đi, thì mình sẽ hoảng loạn như thế nào chứ, đúng không? Lỡ cái số tiền đó thì nó còn là cái số tiền mà để cứu mạng nữa thì sao? Nên là sâu xa, nó còn là cả một vòng nhân quả luôn á mọi người. Rồi sau này á, ra ngoài đi làm, giao tiếp nhiều với những mối quan hệ bên ngoài xã hội á, ý thức được rằng á, nó không giống như trong trường. Trường học á, là chỉ cần chúng ta nhặt được tiền, chúng ta đưa lên phòng giám thị thì sẽ luôn có thầy giám thị ngồi đó chờ và khen thưởng trước cho chúng ta trước cờ. Xã hội thì nó không đơn giản như vậy. Nó không chỉ có vùng trắng và vùng đen, mà quá thành thật thì sẽ bị lợi dụng và bị cho là khờ. Mình cũng có một vài lần tự chuốc phần thiệt vào bản thân khi mà người mình đối xử tốt á không phải là kiểu quân tử, nên là về sau mình sẽ tùy người mà có những cái cách ứng xử cho phù hợp. Không phải ai mình cũng sẽ chọn cách nói thẳng ra hết. Đương nhiên, sống quá sạch thì sẽ không có cá. Chính cái xã hội mà chúng ta đang sống á dạy mình cái điều đó. Tuy nhiên, không phải vì vậy mà bạn, mình, tất cả chúng ta vịn vào đó cho nó là một cái lý do để mà chúng ta sống dơ được. Vì sống dơ chưa bao giờ là cách mà một con người chọn sống hết. Ok, đó là tất cả những gì mà muốn nói với mọi người trong video ngày hôm nay. Nếu mà thấy video có ích cho bạn thì hãy share giúp mình để mà video có nhiều cơ hội tiếp cận với nhiều người hơn ha. Lịch ra video của mình là vào mỗi tuần một video mới ha. Cảm ơn mọi người vì đã cho mình tạo ra một vài khác biệt trong cuộc đời của các bạn. Ok, giờ thì chào tạm biệt và hẹn gặp lại. Khoan, từ từ, đừng vội nha. Những chiếc video tiếp theo đây hoàn toàn là dành cho bạn đó.